Thưa quý vị, trong báo cáo tình hình hoạt động kiểm định xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo chủ phương tiện sắp hết hạn đăng kiểm cần phải chủ động đi đăng kiểm sớm để tránh tình trạng ùn tắc có thể xảy ra trong tháng 12 năm 2023. Sở này nhận định nhu cầu kiểm định dự báo sẽ tăng mạnh trong tháng 12 khoảng 60.190 lượt phương tiện và quý 2 năm 2024 với khoảng 60.000 lượt phương tiện cần kiểm định mỗi tháng, vượt công suất hiện tại Bên cạnh đó, khó khăn nhất hiện nay là số lượng đăng kiểm viên tại thành phố đang rất thiếu, chỉ có 135 người. Một số trung tâm còn trong diện phải tạm dừng hoạt động. Để chủ động phòng ngừa tình trạng ủn tắc, sở này khuyến cáo chủ phương tiện nên đưa các phương tiện sắp hết hạn, đã đến hạn hoặc quá hạn đăng kiểm, đặc biệt là các phương tiện đã được gia hạn kiểm định, nên lựa chọn thời điểm kiểm định sớm, phù hợp, hiện nay. Điều này sẽ tránh tình trạng tập trung vào đúng thời điểm hết hạn kiểm định như dịp cuối năm để thực hiện việc kiểm định.